Cùng Ice Fire Channel tìm hiểu người đàn ông trưởng thành thường có những đặc điểm gì từ xưa đến nay. Đàn ông luôn là biểu tượng cho phái mạnh, là những người có thể ra trận đánh giặc hoặc phụ trách những công việc nặng nhọc trong gia đình. Theo sự phát triển của xã hội và thời đại, người đàn ông vẫn đang hoàn thành tốt vai trò này của bản thân trong gia đình. Tuy nhiên, không phải người đàn ông nào cũng đang làm đúng trách nhiệm của mình trong cuộc sống. Cuộc sống luôn thay đổi, đôi khi sẽ có những lúc chúng ta lầm đường lạc lối. Phụ nữ luôn mong muốn tìm kiếm được cho mình một kiểu người đàn ông chững chạc. Đàn ông trưởng thành thường sẽ được đánh giá cao về năng lực vì họ đã có đủ nhiều trải nghiệm, đủ hiểu chuyện, đủ nhìn thấu cuộc đời và cái họ đang tìm kiếm là một mái ấm thực thụ. Phụ nữ khi kết hôn hoặc yêu đương với một người đàn ông trưởng thành họ thường có thể vừa hy sinh vừa tận hưởng thanh xuân một cách xứng đáng. Họ sẽ biết cách chia sẻ, lắng nghe và tạo cho gia đình một bầu không khí tốt cho nhất cho bố mẹ, vợ, con cái. Trong công việc, họ luôn biết lắng nghe đồng nghiệp, có ý thức trách nhiệm cao với phần việc của mình. Họ trưởng thành, họ có hướng đi nhất định, có kế hoạch công việc rõ ràng, có mục tiêu, vì vậy sẽ dễ dàng hoàn thành tốt công việc được giao. Hình mẫu người đàn ông trưởng thành ngày càng được quan tâm, được đón nhận rất nhiều của xã hội. Kể cả trong công việc hay tình yêu, đàn ông trưởng thành luôn có những dấu hiệu nhận biết được thông qua tính cách, lối sống và cách suy nghĩ. Trong xã hội hiện nay, vấn đề tài chính luôn là chủ đề nóng nhiều, được nhiều bàn luận. Phụ nữ hay đàn ông đều nên làm chủ tài chính của bản thân, tuy nhiên vẫn còn nhiều người có suy nghĩ phụ nữ nên dựa dẫm vào đàn ông. Phụ nữ thời hiện đại đã có thể tự kiếm tiền và độc lập tài chính. Nhưng trong một hoàn cảnh nào đó vẫn cần có sự bảo bọc và chăm sóc từ người đàn ông của mình. Khi đàn ông tự chủ về mặt tài chính, họ có sức hút riêng bởi lúc này họ không bị phụ thuộc tiền bạc từ bất kỳ ai. Điều này giúp họ dễ dàng tìm thấy được đam mê, mong muốn của bản thân và có thể bảo vệ những ước mơ đấy. Bảo vệ những người yêu thương. Hơn hết, chỉ có khi tự chủ về mặt tài chính mới làm cho người thân của họ có một cuộc sống tốt và ổn định hơn. Bên cạnh đó, việc tự chủ về tài chính sẽ giúp người đàn ông có tiếng nói trong xã hội, thể hiện uy lực riêng của mình. Có thể nói người đàn ông trưởng thành là khi có thể tự chủ tài chính cho chính mình. Ngày nay, để tự chủ được tài chính chúng ta có rất nhiều cơ hội để kiếm tiền dễ dàng mà cả đàn ông hay phụ nữ đều có thể làm được. Biết được cách kiếm tiền và độc lập tài chính, chúng ta sẽ làm chủ cuộc sống của chính mình. Người ta thường thấy người đàn ông trưởng thành sẽ biết cách làm chủ suy nghĩ và cảm xúc của bản thân. Làm chủ ở đây được biểu hiện rõ ràng trong cách họ nóng giận, khi họ mất bình tĩnh họ sẽ không bao giờ để cảm xúc lấn át. Không làm ra những hành động trái với chuẩn mực đạo đức. Đặc biệt họ không làm tổn thương người khác qua lời nói. Có rất ít người có thể làm chủ cảm xúc được một cách hoàn hảo mà cần có quá trình tiếp thu và rèn luyện. Theo một hướng tích cực nào đó, thay vì tức giận bằng lời nói và hành động họ sẽ thường im lặng, tìm kiếm câu trả lời và bình ổn cơn giận trước khi giải quyết vấn đề. Trong quá trình trưởng thành, bất kỳ ai cũng sẽ gặp phải những khó khăn nhất định trong cuộc sống. Đối với đàn ông trưởng thành, khó khăn vừa là một sự thách thức rèn luyện khả năng của họ và cũng là một cơ hội học hỏi. Họ không nhìn khó khăn bằng một cách phiến diện mà hơn hết họ điềm tĩnh đón nhận nó, đưa ra quyết sách để đương đầu với khó khăn. Đàn ông thường sẽ là bờ vai, là điểm tựa vững chắc cho người thân trong gia đình vào những lúc khó khăn. Do đó, đàn ông là người biết điềm tĩnh, không ngại vượt khó trước những khó khăn trong cuộc sống. Họ sẽ là trụ cột khiến những người thân bên cạnh lúc nào cũng an tâm với sự có mặt của người đàn ông trong gia đình. Người đàn ông đã trưởng thành họ sẽ không bao giờ xem thường người khác. Họ đối xử bình đẳng và tử tế với tất cả mọi người. Họ không để những hành động không tốt của bản thân gây tổn thương cho bất cứ ai ngoài xã hội. Khi bạn làm tổn thương người khác qua hành động hay lời nói thì điều đó cũng đã thể hiện bạn không hẳn là một người đàn ông tốt. Không có ai có quyền xem thường người khác trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bạn dễ dàng nhìn thấy biểu hiện này ở những người đàn ông đã trưởng thành, đó là cực kỳ khiêm tốn và không ba hoa. Đàn ông trưởng thành không bao giờ khoe khoang mặc dù những thành công, trải nghiệm cuộc sống họ có rất nhiều. Họ khiêm tốn, không tự cao về bản thân mà luôn im lặng nỗ lực và phấn đấu không ngừng nghỉ cho tương lai. Họ là người biết giữ lời hứa, chỉ hứa những gì chắc chắn có thể làm được. Họ biết cách ứng đối với mọi người. Không khoác lác hay tạo hy vọng cho người khác khi họ không nắm chắc hoàn toàn. Một dấu hiệu toát lên ở một người đàn ông trưởng thành dễ dàng nhận thấy nhất đó là luôn lịch sự với tất cả mọi người. Dù họ ít nói, họ thành công, họ xuất sắc đến đâu thì họ vẫn luôn giữ vững được bản chất tốt đẹp của con người, đó là lịch sự. Lịch sự với những người đồng trang lứa, người lớn và cả người kém tuổi mình. Có thể dễ dàng nhận thấy khi nói chuyện với những người đàn ông như vậy bạn luôn cảm giác được sự tôn trọng. nhã nhặn toát lên trong hành động hay lời nói của họ. Hầu hết một đức tính tốt mà đàn ông trưởng thành thường tạo được đó chính là tính kỷ luật của bản thân. Họ không vì những giây phút thoải mái nhất thời, họ không dễ dàng sa vào những cám dỗ của cuộc sống. Họ tự tạo dựng cho mình một tính kỷ luật tốt và cực kỳ nghiêm khắc với bản thân. Ai trong chúng ta cũng có những điểm tốt và điểm xấu, nhưng người đàn ông trưởng thành là người biết kìm hãm và cải thiện những điểm xấu. Kỷ luật tốt bản thân bạn sẽ trở thành một con người ngày càng hoàn thiện hơn, nghiêm túc, có kế hoạch, kể cả trong công việc hay chuyện tình cảm. Gia đình, một điểm mà hầu hết phụ nữ thích ở người đàn ông làm chồng, làm sếp đó là thường rất tâm lý. Họ suy nghĩ cho người khác, đặt bản thân nhiều hơn vào vị trí của người khác và thấu hiểu cho đối phương. Khi đó bạn dễ dàng cảm thông với mọi người, hiểu ra mấu chốt vấn đề của sự việc để đề ra phương án phù hợp làm thỏa mãn cảm xúc của tất cả. Sự tâm lý từ trong suy nghĩ này khiến đàn ông trở nên thực sự thu hút người khác phái, đó là lý do tại sao người đàn ông trưởng thành luôn được hoan nghênh ở mọi nơi. Mọi lúc, hầu như tất cả người đàn ông trưởng thành hoàn toàn không sử dụng bạo lực trong bất cứ vấn đề hay hoàn cảnh nào. Thay vào đó sẽ sử dụng lý trí nhiều hơn, lý trí khiến họ lấn át đi cái bản chất nguyên thủy trong họ. Đây là đức tính mà mọi người đàn ông nên có, bạn nên hiểu rằng khi lạm dụng bạo lực chỉ khiến sự việc trở nên nghiêm trọng hơn mà không giải quyết được bất kỳ vấn đề nào. Đừng sử dụng bạo lực trong bất kỳ hoàn cảnh nào trừ khi là tự vệ. Tại sao trong công việc hay cuộc sống người đàn ông đã trưởng thành luôn được đánh giá cao? Đó là bởi họ thực sự có tinh thần trách nhiệm tốt trong tất cả mọi chuyện. Họ sẽ luôn hoàn thành tốt công việc trước sau đó mới nghỉ ngơi, nếu không có thời gian sẽ chuyển giao cho người khác một cách nhanh nhất. Đàn ông trưởng thành luôn luôn tìm cách giải quyết hợp lý nhất cho công việc và cuộc sống. Có trách nhiệm với bản thân và với tất cả mọi người, mọi mối quan hệ xung quanh họ. Đàn ông trưởng thành biết cân bằng thời gian trong công việc và cuộc sống. Có rất nhiều người nếu nhìn bên ngoài sẽ thấy họ rất thảnh thơi. Không làm việc quá nhiều mà vẫn có ổn định về tài chính. Đơn giản là do họ biết sắp xếp thời gian. Lựa chọn những công việc không tốn nhiều thời gian nhưng vẫn sinh ra tiền như đầu tư chứng khoán, đầu tư bất động sản, hợp tác kinh doanh. Do đó họ sẽ có nhiều thời gian hơn và hoàn thành đúng trách nhiệm của mình trong công việc và cuộc sống. Chúng ta thường thấy đàn ông trưởng thành làm nhiều hơn nói, quả thực vậy. Kể cả trong tình cảm hay công việc, đàn ông thường ít nói mà họ sẽ chỉ thể hiện năng lực hay trách nhiệm thông qua hành động. Trong công việc, họ dùng thực lực của mình để chứng minh bản thân tài giỏi, có năng lực tốt để đảm nhiệm công việc. Trong tình cảm họ dùng hành động thực tế để thể hiện tình yêu của họ đối với bạn đời. Họ không nói nhiều lời hoa mỹ nhưng họ thực sự sẽ khiến bạn hạnh phúc theo cách riêng của họ. Có rất nhiều người đàn ông thành công nhưng họ không bao giờ kể lể, khoe khoang về những thành công của mình. Thay vào đó luôn nỗ lực không ngừng mỗi ngày để tạo ra sự nghiệp cho chính bản thân, trong các mối quan hệ yêu đương hay đồng nghiệp. Đàn ông trưởng thành rất ít khi chấp nhặt với một ai đó trong từng lời nói hay hành động. Họ hầu như không bao giờ gây sự vô cớ, thường xuyên giận dỗi trong các mối quan hệ. Thông thường họ sẽ tìm cách giải quyết khúc mắc thay vì giận dỗi. Tỏ thái độ không tích cực với bất kỳ ai. Hay có thể hiểu đơn giản đàn ông là người không bao giờ để bụng. Luôn thoải mái đơn giản trong tất cả mối quan hệ xung quanh mình, đàn ông trưởng thành sẽ có mục tiêu phấn đấu rõ ràng trong sự nghiệp. Vì đã có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống nên họ nhận ra được hướng đi tiềm năng và phù hợp nhất đối với bản thân. Họ sắp xếp kế hoạch để đạt được mục tiêu và thường ít khi biết đủ với năng lực. Vị trí của bản thân trong xã hội, đàn ông trưởng thành luôn biết cách học hỏi và thăng tiến trong tương lai. Họ không dừng lại ở một mục tiêu mà biết nỗ lực và phấn đấu mỗi ngày. Mức lương hiện tại không làm họ hài lòng thì sẽ tìm cách gia tăng thu nhập bằng nhiều công việc khác nhau. Để đạt được mục tiêu sự nghiệp, họ chấp nhận làm thêm nhiều công việc hay không ngại học hỏi những điều mới để phát triển bản thân. Như là vừa làm công việc hành chính hàng ngày, vừa biết đầu tư để tiền sinh lời, vừa trau dồi và rèn luyện thêm kiến thức. Cảm ơn các bạn đã xem. Ice Fire Channel là kênh update thông tin mọi thứ 24/7. Vui lòng click vào nút đăng ký và nút chuông để theo dõi nhiều thông tin bổ ích hơn nữa bạn nhé.